Xin kính chào tất cả khán giả của Thiên Hà Audio. Chúng ta sẽ cùng đến với một thiết bị rất là đặc biệt. Đó chính là chiếc hộp này. Đây là bên trong nó chứa một cái thiết bị gọi là máy khử từ, khử những cái tĩnh điện. Đây có thể gọi là một cái phụ kiện rất là hay, rất đặc biệt mà có lẽ nhiều audiophile chưa biết đến thiết bị này. Và thiết bị này theo như hãng nói là một người cầu toàn thì không thể sống thiếu nó. Thiết bị này được sản xuất bởi hãng Furutech, một hãng phụ kiện hàng đầu của Nhật Bản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thiết bị đó. Đây, đây chính là chiếc máy khử từ của chúng ta. Nó có tác dụng là khử từ, khử tĩnh điện rất hiệu quả trên các đồ vật âm thanh. Chúng ta sẽ cùng quan sát nó một chút. Và mình sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn một số cái thông tin cơ bản về thiết bị này. Đầu tiên là thiết bị này, đây là phiên bản thứ 3. Nó có tên là Destart 3 La Mã, tức là đã được hãng phát triển lên tới phiên bản thứ 3. Phiên bản thứ 3 thì được cải tiến như là sử dụng là 4 pin AA này, kéo dài thời gian khử tĩnh điện so với trước là hơn 30%. Ngoài ra có thể dễ dàng sử dụng bằng một tay. Và thú vị hơn nữa là giá của phiên bản 3 là phiên bản mới nhất còn rẻ hơn phiên bản cũ là Destart 2 La Mã tới hơn 100 đô, tức là tốt hơn và rẻ hơn. Về thiết kế thì chúng ta có thể thấy được là cái thiết bị này được cấu tạo như là một cái ấm trà khổ nhỡ. Nó có một cái bầu quạt ở phía dưới và sẽ sử dụng là 4 pin tiểu AA được lắp vào cái bên trong tay cầm. Toàn bộ máy thì có duy nhất một nút start. Đây, rất đơn giản, nó có một cái nút start như thế này để khởi động cho máy làm việc. Khi máy hoạt động thì cánh quạt trong bầu quạt sẽ quay và sẽ tạo ra cái luồng gió phóng thích cái luồng ion để khử bụi và cân bằng tĩnh điện cho vật nhiễm tĩnh điện. Rất là hay, nó sẽ tạo ra một cái luồng gió, mà cái luồng gió này nó sẽ có cái tác dụng là nó phóng thích cái luồng ion, không những nó khử bụi và nó cân bằng tĩnh điện. Và điều này đã được hãng là kiểm chứng bằng những cái máy đo cái sự tĩnh điện ở trên vật và nhận thấy là sau khi dùng máy này thì tĩnh điện được khử coi như là đạt đến 100%. Rất là hay. Và cái việc sử dụng 4 pin này cũng được rất là nhiều lần. Theo như hãng nói là sử dụng 4 cái cục pin loại tốt thì có thể dùng được đến hơn 400 lần khử tĩnh điện nếu mà các bạn sử dụng pin loại tốt. Nó rất là ít hao pin và thời gian loại bỏ bụi và tĩnh điện cho mỗi một cái vật mà chúng ta làm thì nó chỉ mất có khoảng 15 đến 20 giây thôi. Rất là dễ và rất là nhanh, nó cũng rất là thú vị. Và sau đó âm thanh và hình ảnh của dàn máy thật sự được cải thiện. Kết quả của việc khử bụi và tĩnh điện rất ấn tượng, như là chất lượng âm thanh của các băng đĩa dây dẫn đều hơn hẳn. Tiếng đàn sẽ chi tiết hơn, được vo tròn lại và đanh mạnh hơn, âm trung căng đầy, nhạc tính cũng được tăng. Các giải trầm trung cao đều được cải thiện đôi chút. Sản phẩm này thì có giá bán tại Thiên Hà Audio là 6.800.000 đồng. Một cái mức giá thực ra quý vị và các bạn có thể nghĩ là đắt, nhưng mà khi nghĩ tới cái việc mà chúng ta có thể mua một thiết bị nó thực sự là sẽ giúp chúng ta khử được cái từ tính và cái tĩnh điện ở trên sản phẩm và có thể dùng bền bỉ qua nhiều năm, và nó thực sự là một cái phụ kiện, nó như là một món đồ chơi vậy, với những ai mà có tính cầu toàn luôn muốn mọi thứ được hoàn hảo. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái việc sử dụng. Thì khi mà quý vị các bạn ấn vào nút start thì lập tức là cái quạt này nó sẽ quay. Tất nhiên đây nó sẽ không phải chỉ là một luồng gió thông thường, nó sẽ phóng thích cái ion, nó sẽ khử được cái tĩnh điện. Khi mình bấm vào thì sau khoảng tầm 20 giây nó sẽ ngừng chạy. Còn nếu mà chúng ta muốn việc chạy được lâu hơn thì chúng ta bấm và giữ cái nút start này trong quá trình mà chúng ta khử từ. Bây giờ mình sẽ đến với cái rất cần thiết để dùng cái này. Đó là chúng ta sẽ khử từ cho cái mâm đĩa than. Chúng ta sẽ làm như thế này, chúng ta sẽ bấm vào nút start, bấm giữ luôn như thế này. Và chúng ta sẽ để cách bề mặt của sản phẩm một chút. Chúng ta sẽ dê như thế này. Đó.
ta sẽ đi đều tay như thế này. Đấy, đi đều tay từ khu vực, sau đó chúng ta lại đi tiếp sang khu vực tiếp theo. Đấy, bạn cứ di chuyển như thế này, sau đó lại đi đến khu vực này. Đó. Như vậy là đã xong. Rất đơn giản phải không ạ? À, tiếp đến với đĩa CD thì sao? Với đĩa CD chúng ta cũng sẽ làm như thế. Chúng ta sẽ để lật cái ngửa mặt này lên trên tay, tại vì đây là mặt mà mắt đọc laser nó sẽ đọc. Chúng ta làm như vậy rất là đơn giản. Đó. Xong. Chúng ta chỉ cần khử cho cái mặt này thôi. Đó là đã khử được hết tĩnh điện rồi. Tiếp tục, chúng ta có thể khử với những cái bộ dây dẫn. Chúng ta sẽ cuộn tròn dây lại để công đoạn nó diễn ra được nhanh hơn. Đó. Sau đó chúng ta cũng sẽ khử như vậy. Chúng ta sẽ khử đặc biệt kỹ ở những cái phần đầu giác cắm. Khử qua một chút ở trên cái phần thân. Đấy, vậy là xong. Rất đơn giản phải không ạ? Đây, thiết bị của chúng ta sẽ như thế này. Đây là chiếc máy khử từ đến từ Furutech có tên là Destart Ba La Mã. Nó có giá là 6 triệu 800 ngàn đồng tại Thiên Hà Audio. Thiên Hà Audio luôn có rất nhiều phụ kiện rất cần thiết, rất hay và cũng rất ấn tượng nữa. Nó đem đến những cái công dụng tuyệt vời cho quý vị và các bạn sử dụng cho dàn máy của mình. Nó góp phần cải thiện được chất lượng âm thanh, hình ảnh cũng như là đem đến được cái hiệu suất tốt nhất cho bộ dàn với một cái chi phí rất hợp lý. Hãy đến với Thiên Hà Audio để lựa chọn được những phụ kiện nó phù hợp với nhu cầu sử dụng các bạn. Với những kỹ thuật viên ở đây sẽ luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị các bạn lựa chọn được phụ kiện ưng ý nhất. Còn bây giờ Hải Sơn xin chào và hẹn gặp lại.